Vì sao lại nói Mãn Châu là vùng đất gây đau đầu với Trung Quốc? Mãn Châu nằm ở đâu? Tại sao một phần Mãn Châu từng thuộc Vương Triều thống lĩnh cả bán đảo Triều Tiên? Và Mãn Châu đã gây đau đầu cho Trung Quốc như thế nào? Chào mừng các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay. Mãn Châu rất quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi những bộ phim lịch sử của Trung Quốc, đặc biệt về giai đoạn nhà Thanh. Mãn Châu nằm ở Đông Bắc Á, là một vùng đất rộng lớn, trải dài khoảng 1,5 triệu km vuông. Diện tích này thì tương ứng với diện tích của đất nước Mông Cổ ngày nay. Mãn Châu được định nghĩa gồm 3 tỉnh lớn của Trung Quốc ngày nay, đó là Hắc Long Giang là 1, Cát Lâm là 2 và Liêu Ninh là 3. Vùng đất này giáp với cả Nga và giáp với cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vùng Mãn Châu nổi bật với những dãy núi như là Đại Hưng An Lĩnh cao hơn 2.000m, Tiểu Hưng An Lĩnh và Trường Bạch Sơn, nơi có đỉnh Trường Bạch cao 2.744m, đồng thời là biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Ngoài ra còn có đồng bằng Tùng Nho rộng lớn ở phía Nam và trung tâm là nơi có thể canh tác nông nghiệp phong phú. Sông A Mua chính là sông Hắc Long Giang, dài gần 3.000 km là con sông quan trọng, đóng vai trò biên giới tự nhiên với nước Nga. Khí hậu ở Mãn Châu khá là khắc nghiệt, mùa đông lạnh giá kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3, với nhiệt độ trung bình từ âm 20 đến âm 30 độ C, mùa hè thì nóng ẩm. Tại sao vùng này lại được gọi tên là vùng Mãn Châu? Ngay tên gọi Mãn Châu cũng đã có những sự tranh cãi. Nó được cho là sử dụng lần đầu tiên bởi những người Nhật Bản và sau đó thì được phiên âm ra. Và đây vẫn là một thuật ngữ phổ biến ở nhiều nơi nhưng lại bị phản đối ở Trung Quốc. Mãn ở đây chính là người Mãn. Mãn Châu được hiểu là châu của người Mãn, là vùng đất của người Mãn, trong khi người Hán thì lại chiếm đa số. Ở Trung Quốc không gọi là Mãn Châu mà thường gọi là vùng Đông Bắc. Vùng Đông Bắc liên quan đến người Đông Bắc, thể hiện toàn bộ khu vực này, bao gồm lịch sử và các nền văn hóa khác nhau. Và gọi là Đông Bắc thì không phân biệt dân tộc nào với dân tộc nào. Ở Trung Quốc, thuật ngữ Mãn Châu ngày nay hiếm khi được sử dụng. Thuật ngữ này thường liên quan một cách tiêu cực đến nhà nước bù nhìn Mãn Châu từng tồn tại. Đó là nhà nước mà hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, Phổ Nghi, được dựng lên như một vị vua bù nhìn. Mãn Châu đôi khi cũng được gọi là Quan Đông, nghĩa là phía đông của cửa ải. Đây là một khu vực rất quan trọng với đất nước Trung Quốc vì Mãn Châu giàu tài nguyên thiên nhiên. Mãn Châu là một trong những khu vực có trữ lượng than đá lớn nhất ở Trung Quốc, trong đó có mỏ than Phủ Tân, được biết đến là mỏ than lộ thiên lớn nhất trên thế giới, nằm ở tỉnh Liêu Ninh. Ở đây cũng có dầu mỏ, với mỏ dầu Đại Khánh nằm ở Hắc Long Giang, là mỏ dầu lớn hàng đầu Trung Quốc, đã đóng góp phần quan trọng vào ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này từ những năm 1960. Hay mỏ dầu Tùng Hóa nằm ở Cát Lâm, cũng là một trong những mỏ dầu rất lớn và quan trọng. Mỏ sắt An Sơn nằm ở Liêu Ninh là một trung tâm sản xuất sắt thép lớn của Trung Quốc. Mãn Châu còn có trữ lượng lớn các loại khoáng sản khác như là đồng, nhôm, mangan, kẽm và bauxit. Ở một khu vực rộng lớn 1,5 triệu km vuông thì dân số Mãn Châu là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có những con số này khi mà cộng dân số của từng tỉnh khu vực Mãn Châu. Hắc Long Giang có dân số khoảng 31 triệu người, Cát Lâm có dân số khoảng 24 triệu người và Liêu Ninh có dân số khoảng 43 triệu người. Tổng cộng dân số Mãn Châu hiện nay ước tính vào khoảng 98 triệu người, tức là gần bằng dân số của Việt Nam. Đây là một khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao, khi mà tỷ lệ dân số sống ở đô thị chiếm đến khoảng 70% và chỉ 30% còn lại sống ở khu vực nông thôn. Có nhiều cách để giải thích cho tỷ lệ đô thị hóa cao. Đầu tiên, những trung tâm ở Mãn Châu cũng đều là các trung tâm công nghiệp, do đó người dân tập trung ở đây, sinh sống và làm việc đông. Thứ hai, khí hậu ở Mãn Châu, đặc biệt là vào mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, nên người dân cũng phải sống tập trung trong những khu đô thị, trong những thành phố để có điều kiện tốt hơn, đặc biệt là về mặt sưởi ấm. Và đây là những thành phố lớn ở khu vực Mãn Châu. Đầu tiên là Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang, thành phố có dân số khoảng 10 triệu người. Cáp Nhĩ Tân là trung tâm công nghiệp, giao thông và thương mại lớn. Thành phố này nổi tiếng với các ngành công nghiệp nặng, chế tạo máy móc và công nghệ cao. Cáp Nhĩ Tân cũng được biết đến với lễ hội băng và tuyết quốc tế, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Thành phố có kiến trúc pha trộn giữa phong cách của Nga và Trung Quốc. Ở Cát Lâm có thành phố Trường Xuân, dân số khoảng 7,5 triệu người. Trường Xuân là trung tâm công nghiệp và sản xuất ô tô hàng đầu của Trung Quốc. Ở Liêu Ninh thì có Thẩm Dương, dân số khoảng 8 triệu người. Đây là một trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc, nổi bật với các ngành công nghiệp nặng, chế tạo máy móc và công nghệ tự động hóa. Thẩm Dương có các di sản lịch sử phong phú với nhiều di tích quan trọng như Cố Cung Thẩm Dương. Cũng ở Liêu Ninh còn có thành phố Đại Liên, dân số khoảng 6,6 triệu người. Đại Liên là một thành phố cảng và là một trung tâm công nghiệp,
đặc biệt nổi tiếng với ngành công nghiệp đóng tàu, hóa chất và công nghệ thông tin. Và cũng không thể không nhắc đến thành phố Cát Lâm thuộc tỉnh Cát Lâm với dân số khoảng 4,5 triệu người, cũng là một trung tâm công nghiệp và thương mại. Cát Lâm nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bao gồm có núi Trường Bạch và sông Tùng Hoa. Thành phố còn có các di sản văn hóa và lịch sử phong phú. Chúng ta đang gọi tên Mãn Châu, một vùng đất và chữ Mãn ở trong đó. Vậy ở đây thì người Mãn chiếm bao nhiêu phần trăm dân số? Người Mãn hiện nay là dân tộc thiểu số. Mặc dù từng là dân tộc chủ yếu và là những người sáng lập nhà Thanh xuất phát từ vùng đất này, nhưng hiện nay người Mãn chỉ chiếm khoảng 4% dân số của Mãn Châu. Họ vẫn duy trì một số phong tục và truyền thống văn hóa riêng của mình. Mà dân tộc chiếm số đông nhất bây giờ chính là người Hán. Người Hán chiếm phần lớn dân số, khoảng trên 90%. Đây chính là nhóm dân tộc chủ yếu trong khu vực, đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội. Cùng với đó còn một số dân tộc thiểu số khác, đó là người Hồi, chiếm khoảng 2% dân số, chủ yếu sống tập trung ở các khu vực đô thị lớn. Người Triều Tiên chiếm khoảng 1% dân số, chủ yếu sống ở Cát Lâm, gần biên giới với Triều Tiên. Ở khu vực Mãn Châu thì tiếng Mãn từng là ngôn ngữ chính thức của nhà Thanh, nhưng hiện nay ít được sử dụng. Ngôn ngữ chủ yếu hiện nay chính là tiếng quan thoại. Người Mãn, những người vẫn sống xa khu vực đô thị thì giữ được nhiều phong tục đặc biệt như là cưỡi ngựa, săn bắn, tổ chức các lễ hội truyền thống. Nhưng mà đa phần sống chung với người Hán thì cũng đã mất đi rất nhiều nét văn hóa của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao người Hán lại chiếm số đông như vậy tại khu vực Mãn Châu? Mãn Châu từng là một phần của Trung Quốc từ khi nhà Thanh nắm quyền, và nhà Thanh từng có những luật cấm người Hán đến một số khu vực nhất định của Mãn Châu. Nhưng khi nhà Thanh sụp đổ thì nhiều thứ đã thay đổi. Mãn Châu trở thành một khu vực chiến lược của Trung Quốc cả về kinh tế và quốc phòng, giáp Triều Tiên, giáp cả Nga. Chính sách khai phá miền Đông Bắc những năm 1950-1960 đã đưa hàng triệu người Hán từ các vùng khác của Trung Quốc đến định cư và phát triển kinh tế. Hiện nay, vùng này người Hán dân số ngày càng đông và tiếp tục đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc gia của Trung Quốc với các ngành công nghiệp nặng, khai thác khoáng sản và sản xuất năng lượng như đã nói. Trước khi mà người Hán an tâm ở vùng đất Mãn Châu hiện nay, thì khu vực này là vùng đất đã khiến cho người Hán luôn đau đầu. Mãn Châu có một lịch sử phức tạp và đa dạng. Các dân tộc như là người Khiết Đan và người Nữ Chân từng kiểm soát vùng đất này. Vương triều Liêu do người Khiết Đan sáng lập đã thống trị phần lớn Mãn Châu, sau đó là nhà Kim của người Nữ Chân. Người Mãn xuất phát từ bộ lạc Nữ Chân đã chinh phục Trung Quốc và thành lập nhà Thanh. Nhà Thanh dưới sự lãnh đạo của những vị hoàng đế sáng suốt như là Khang Hy và Càn Long đã mở rộng lãnh thổ Trung Quốc đến mức lớn nhất trong lịch sử, với Mãn Châu là vùng đất quê hương của họ. Và ngay cả khi nhà Thanh đã sụp đổ, thì Mãn Châu tiếp tục trở thành một vùng tranh chấp giữa những thế lực. Người Nhật Bản đã xâm chiếm và thiết lập nhà nước bù nhìn Mãn Châu. Mãn Châu Quốc tồn tại đến năm 1945 cho đến khi Nhật Bản đầu hàng và Mãn Châu trở lại dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Cụ thể hơn, những vương triều ở vùng Mãn Châu đã gây ra những sự đau đầu với các vương triều ở Trung Quốc như thế nào? Đầu tiên là vương triều Cao Câu Ly, tồn tại từ những năm trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 7. Vương triều này bao gồm phần lớn Mãn Châu và phía bắc của bán đảo Triều Tiên bây giờ. Cao Câu Ly có mối quan hệ phức tạp với các triều đại của Trung Quốc như nhà Hán, nhà Tùy và nhà Đường. Cao Câu Ly cũng đã từng nhiều lần xâm chiếm và chiếm đóng một số vùng đất của Trung Quốc. Sau Cao Câu Ly đó là Bột Hải, tồn tại từ cuối thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 10. Cũng bao gồm phần lớn Mãn Châu và phía bắc của bán đảo Triều Tiên. Bột Hải có mối quan hệ hòa bình và thương mại với nhà Đường. Bột Hải thường gửi sứ giả và cống phẩm đến nhà Đường. Tiếp đó là triều đại nhà Liêu nổi tiếng, cũng bao gồm phần lớn Mãn Châu và phía bắc của Trung Quốc. Vương triều Liêu do người Khiết Đan sáng lập, từng kiểm soát một phần lớn phía bắc của Trung Quốc. Nhà Liêu thường xuyên xung đột với các triều đại của Trung Quốc như là nhà Tống và buộc nhà Tống phải cống nạp hàng năm. Sau Liêu là đến Kim, cũng bao gồm phần lớn Mãn Châu bây giờ. Vương triều nhà Kim do người Nữ Chân sáng lập đã đánh bại nhà Liêu và chiếm đóng phần lớn phía bắc Trung Quốc, rồi tiếp tục xung đột với nhà Tống. Quân Kim đã tấn công và chiếm đóng thủ đô Khai Phong của nhà Tống, bắt giữ hai hoàng đế của nhà Tống, chấm dứt thời kỳ Bắc Tống. Thời kỳ nhà Hậu Kim và nhà Thanh, khu vực Mãn Châu tiếp tục thuộc sự kiểm soát của các triều đại này. Nhà Thanh do người Mãn sáng lập đã đánh bại nhà Minh và đánh bại cả khởi nghĩa Lý Tự Thành, thống nhất Trung Quốc. Mãn Châu là quê hương của người Mãn và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quyền lực của nhà Thanh. Có thể thấy, Mãn Châu là vùng đất có lịch sử phong phú, đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều vương triều quan trọng. Mỗi vương triều đều có quan hệ phức tạp với Trung Quốc, tham gia vào nhiều trận chiến quyết định của lịch sử, từ Cao Câu Ly, Bột Hải, Liêu, Kim đến nhà Thanh. Mỗi vương triều đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Mãn Châu và Trung Quốc.
Với sự gần gũi về mặt địa lý với Triều Tiên, sự gần gũi cả về mặt lịch sử khi có những vương quốc từng thống trị cả một phần khu vực Mãn Châu và phía bắc của bán đảo Triều Tiên, thì bây giờ ở Mãn Châu có khu tự trị của người Triều Tiên. Đó là khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên nằm ở phía đông bắc của tỉnh Cát Lâm. Đây là khu tự trị duy nhất của người Triều Tiên tại Trung Quốc. Diên Biên giáp với Nga và giáp với cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thủ phủ của Diên Biên đó là thành phố Diên Cát, một trung tâm kinh tế văn hóa quan trọng của khu tự trị. Khu tự trị Diên Biên có diện tích khoảng hơn 42.000 km2 và dân số của họ vào khoảng hơn 2 triệu người. Trong đó, người Triều Tiên chiếm khoảng 1/3 dân số. Đây cũng là nơi mà những người Triều Tiên vượt biên thường xuyên ghé qua trước khi đến với những vùng đất khác. Tiếng Triều Tiên là ngôn ngữ chính thức tại khu tự trị Diên Biên bên cạnh tiếng Trung Quốc. Hầu hết người dân trong khu vực đều sử dụng tiếng Triều Tiên trong đời sống hàng ngày, trong giáo dục và trong các hoạt động văn hóa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về vùng đất Mãn Châu. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ vùng đất Mãn Châu của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.